Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan bên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan rồi cho mọi người xem, mọi người mua. Đây. Đầu tiên là mình có một bộ máy cắt cỏ 14V. Đây, máy cắt cỏ 14V tư pin li-ông nha mọi người, pin li-ông nhé. Cây này thì China xuất nhập nhé. Hiệu Ken này đây. Đây. Đấy. 14V4 rồi. Cây này về này. Nó bị cắn ở trong bao á, nó bị cắn này. Nó bị cong cái thanh nhôm chỗ này đấy. Nó bị cong nhá. Đây. Nó bị cong nha mọi người. Về mọi người uống lại nhá. Đây. Cong nha mọi người. Đấy. Về lấy cái khò hơ uống lại. Đây. Đấy. Ok. Quả pin này mình sạc mình thấy nó còn cầm ghê gớm lắm. Sạc nó còn cầm ghê gớm lắm nha mọi người. V4 nha mọi người. Cái này gọn nhẹ, xài sướng. Ủa. À. Cái này 10V8 mọi người. 10V8. Cái này 10V8 nha mọi người. 10V8. Ủa mà sao cái này nó quả pin nó 14V ta? 10V8. Quả pin 14V. Thôi, mình cứ để luôn vào đây cho mọi người nhé. Người về xử đây nha mọi người. Ok, bộ này bộ số 1. Cây này là 10V 10V8 nha mọi người, quả pin với cục sạc là 14V. Đây là cây số 1 này 400, số 1 400 nhé. Ai mua cái đấy thêm cái máy cưa này, đúng ra cục pin với cái nó của cái máy cưa này này đấy, mà lỡ bỏ qua kia rồi. Thôi, cái này có cái vỏ pin đây, có cái vỏ pin nha mọi người, biết thấy có vỏ pin đây, mắc tay mất rồi. Đây, Ken 14V4 nhé, 14V4. Đây mình thử thôi. À, nó kỳ khổ đó. Lấy quả pin này thử luôn. Hình như nó đang bị cạ chỗ cái lãi của cái nút này nè. Nó bị cạ cái lúc nó cạy cái lãi cái nút đó nha mọi người. Đấy, hơi kêu. Đấy, mình cho mọi người về mở ra. Vệ sinh kiểm tra trước đi đã nha. Đấy. Rồi, ai mua máy cắt cỏ mua luôn cái cưa này vào cho đủ bộ nhé. Cái này cái số 2. Số 2. Cái này 330.000. Số 2 330.000 nhé. À, cái này nè. Cái này cái lò xo không biết nó sao rồi mà nó không có lãi nhé. Đấy, nó như thế này thôi. Số 3 là một cây bắc vít Makita 12V búa dầu nhé. Bắc vít Makita 12V búa dầu nha mọi người. Thang rời thang ngoài này, con này rất là mạnh. Đấy. Và búa dầu thì mọi người biết rồi, búa nó rất là êm, nó chỉ kêu là phịch 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 phịch. Nhưng mà nó vào rất là mau nha mọi người. Nó vào rất là mau. Vào vít rồi nó rất là mau. Đấy, nó êm, nó không có ồn ào, tiếng nó không có hỗn như những loại búa cơ kia, đây búa dầu.
cửa cắm bình ở đây nhé. Ok. Điều tóc thắng ok. Bảo chiều ok nha mọi người. Đấy, búa dao thì mọi người biết là không bao giờ rơ. Đấy, không bị cạt nha. Búa dao là đào nó không có rơ mọi người. Nó đi theo cái trục thủy lực này. Búa dao thủy lực nè. Nó đi theo cái trục nó không có rơ. Ok. Máy chạy rất là êm. Này con số 3 nha mọi người. Số 3. Số 3, 1 triệu. Số 3, 1 triệu nha mọi người. Số 4 là một con cưa kiếm. Cưa kiếm Hilti. Cưa kiếm Hilti 36V nha mọi người. Cưa kiếm Hilti 36V. Nó có chỉnh 5 cấp độ chỉnh tốc độ này. 5 cấp độ chỉnh tốc độ. Đây là vỏ binh. Vỏ binh nha mọi người. Đấy. Đây, đây cục binh tách của mình. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái nút. Nó vừa có điều tốc vừa có chỉnh cái tốc độ này nha mọi người. Đấy, mình chỉnh về số 1 và tốc độ chậm này. Đấy, tăng tốc này. Đấy. Cưa kiếm Hilti. Cưa Hilti thì mọi người biết rồi. Hilti là vua công trình. Đó là vua công trình của Đức mà. Vua công trình nhá. Cái này là made in Switzerland. Switzerland là Thụy Điển hay Thụy Sĩ nha. Thụy Điển hay sao ấy. Đấy. Vỏ binh nhá. Đây. Ủa. Ok. Vỏ binh không thôi nha mọi người. Vỏ binh thôi. Con này tháo xeo rồi. Đây. Cái vỏ này tháo xeo rồi. Đây. Ok. Đấy, ngoại hình. Con này con số số mấy mình ta số số 4. Số 4. Số 4. 900 nha mọi người. Số 4 900. Số 4 900. Số 5. Số 5 là một cục sạc Hilti, sạc pin Li-ion nha mọi người. Sạc pin trượt Li-ion Hilti. Đấy, sạc pin trượt Li-ion Hilti. Nó sạc từ 7V2 đến 36V nhé. 7V2 đến 36V. Made in Slovakia. Đấy. Made in Slovakia. Cục sạc này còn sống luôn nha mọi người. Cục sạc này còn sống luôn. Đây. Cục sạc này còn sống luôn. Hôm nay mình bán cái cục sạc này với giá khuyến mãi cho mọi người. Đấy, tại vì hôm nay mình bán cũng có máy móng Hilti nên là mình bán cục sạc này sẽ khuyến mãi luôn cho mọi người. Cục này cục số 5. Số 5. Giá 600. Số 5 giá 600, chỉ hôm nay thôi nha mọi người, chỉ hôm nay. Cục sạc Hilti trượt pin Li-ion còn sống từ 36 đến 36V. Đấy. 600. Số 4 là một con khoan bê tông Hilti TEA10.
TE10A chứ. Đấy, TE10A 10A. Đây, UT 36V 9A này. Đấy. Make in gì đây? Đây. Với cái nước gì đây mọi người? Latin gì đây? Đây. Ok. Cái này thì nó bị này, nó bị bể chỗ này là ông bể cái móc để giữ cái vỏ pin nha mọi người, bể cái móc để giữ cái vỏ pin chỗ này. Đấy, mọi người về tự chế lại. Chứ còn bể chỗ này thì nó không ảnh hưởng gì tới máy nhá. Này, với lại chỗ mép này nó bị bẻ cái chỗ này nữa. Rồi. Con này mình cũng sẽ bán với giá khuyến mãi rẻ cho mọi người nhé. Đây, cái này là mình đang thử pin 12V cho mọi người, chạy bằng pin 12V. Đấy. Đấy, mình sẽ thử búa cho mọi người này. Đấy, đánh búa chưa? Đấy. Đấy, vòng đó. Mình đang thử bằng pin 12V nha. Ok. Con này còn sống. Con này chỉ có là chức năng của nó thì ok này, chỉ có là bị lỗi cái phần móc giữ pin với bị mẻ chỗ này. Đấy. Ok. Gọi hình hơi xấu. Rồi. Con này bán rẻ luôn cho mọi người. Về tự chế lại nhá. Cây này cây số số 5. Số 5 400. Số 5 400 nha mọi người. Đấy, số 5 400. Số 6 là một con Vic Yemen 12V. Vic Yemen 12V nhé. Chiều tốc thắng ok. Đảo chiều ok nha mọi người. Đấy. Đào không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ một tí thôi. Đấy, không bị gạt nhé. Con này rất là mạnh. Con này con số 6. Số 6, 270.000. Số 6, 270.000 nha mọi người. Số 7 là một con máy bắt vít xích 12V nhé. Xích 12V. Mắt thắng. Điều tóc có mà mắt thắng. Trái phải ok. Trái phải ok, điều tóc ok. Đấy, mắt thắng. Đào không rơ, chỉ hơi nhích nhẹ một tí thôi, không bị gạt này. Đấy, màu hình cũng khá là ok đấy chứ. Con này con số 7. Số 7. 240.000. Số 8 là một con máy bắt vít Evalu 12V. Evalu 12V nha mọi người.
Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok, đầu không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ thôi, không bị cạt nhé. Con này con số 8 nha mọi người. Đây, mọi người. Số 8 270.000. Số 9 là một con máy khoang Ryobi. Máy khoang Ryobi 9.6 nha mọi người. Khoang Ryobi 9.6. Này, cái nút đảo chiều nó hơi bị quẹo rồi, nút đảo chiều hơi bị quẹo, về mọi người chỉnh lại nhé. Đấy, điều tốc ok, thắng ok, nhanh chậm này, ok, nhanh chậm ok nhé. Nói chung là con này full chức năng, chỉ có cái nút đảo chiều nó hơi bị méo quẹo quẹo qua tí, về mọi người mở ra chỉnh lại, gõ lại tí nhé. Ok, full chức năng. Nó có 20 cấp trượt, 1 cấp khoang. Đấy, bỏ binh này. Đây là số 9 nha mọi người. Số 9 230.000. Số 10 là con máy Buckwheat Makita 9.6. Con này đang bị cạc cái đầu vít chuyển song khoang đây nè. Đầu này xịn nha mọi người, không bị cạc nhé. Đầu vít chuyển song khoang này, đầu này xịn, không bị cạc. Mọi người về có thể lái cái đầu này, lái cái đầu này làm cái thay cho cái đầu khoang nào cũng được nhé. Ok, giờ cò xong mà cạc luôn cái cò rồi mọi người. Ồ, cái cò nó bị cạc rồi. Cò nó bị cạc rồi nha mọi người. Mọi người về vệ sinh kiểm tra thử cho mọi người. Tạm thời mình thấy chưa chạy. Tạm thời chưa chạy nha. Cái này số số mấy rồi? Số 10. Số 10. Con này 120.000. Số 10 120.000. Số 11 là một con máy Buckwheat Toshiba 14V4 nha mọi người. Toshiba 14V4. Con này thì này, con này nó cũng bị cạc cái nút nó đảo chiều rồi mọi người ơi. Nút đảo chiều nó cũng bị cạc rồi nhé. Nút đảo chiều chỗ này mình thấy nó cũng bị cạc rồi nè. Đấy, và con này thì hiện tại mình không có vỏ binh để mình nhìn xem chân nào âm chân nào dương nha mọi người. Con này không chổi thang nha mọi người. Này, brushless nè. Con này là motor không chổi thang, máy Buckwheat 14V4 Toshiba, motor không chổi thang nhé. Đấy, con này hiện tại mình không có vỏ binh để mình thử xem nữa chân nào âm chân nào dương. Đấy, mà nó bị cạc công tắc nữa, nên là cho dù có kẹp được thì chắc mình thử nó cũng chưa chắc chạy đâu, nên là mình bán coi như là chưa chạy nhé. Chưa chạy. Con này con số 11
390.000. 11 390.000 nha mọi người. mười hai là con máy Bavic Makita 12V, Bavic Makita 12V. Con này bắn vít dai hoặc vít thạch cao nha mọi người. Này vít dai này, đường vít dai đưa lên này, hoặc là vít thạch cao nhá. Đó, mọi người có cái đầu côn này này, đầu côn này, đầu côn đầu cử này nha mọi người. Đấy, mọi người cứ in lên là nó sẽ chạy, nó đúng cái cỡ của nó sẽ vào này, chỗ này mọi người chỉnh này, là vít nó vào sau hoặc là vào nông này, để mình chỉnh cho nó có hư cái vật liệu nha mọi người. Ví dụ ván nó khỏi bị lún sâu quá, hoặc là thạch cao rồi nó khỏi bị bể, bị nứt thạch cao nhé. Đấy, ok, để mình thử qua cho mọi người. Cái này thì cái vỏ bình nó hơi bị cứng, mình gõ ra. Vỏ bình nó bị cạc hơi cứng nha mọi người. Đấy, đây mình thử mình lấy cái, ok, đây chặn cái đầu mũi và nó sẽ chạy nha mọi người. Đây chặn cái đầu mũi và nó sẽ chạy. Mình phải dùng cái chân nữa rồi, do mình không có vít dai hiện tại nhá. Đây này, chặn và nó sẽ chạy, ok. Đấy, nó đang chạy đấy, nó đang chạy vù vù đây này. Đấy, đấy, bởi thế nó có vít dài, nó lùi cái đầu vít vào là nó sẽ chạy cho mọi người, nó ăn vào đầu côn này nó sẽ chạy, ok. Vít dài Makita 12V. Con này con số 12. 12. 220.000 đi. Đấy, 220.000. Giá khuyến mãi cho mọi người mua. Đấy, số 13 là một con máy khoan Black Decker 12V. Đợi mình tí mình đi lấy cái kẽm để mình kẹp nhé. Tóc thắng ok, điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Này, nó có 22 cấp trượt một cấp khoan nhé, 22 cấp trượt một cấp khoan, ok. Tục mắc dài rồi, ok nha mọi người. Đấy,
Rồi, con này ngoại hình của nó đấy. Lấy cái cơ 12V nha mọi người. Con này con số 13. 13. 280.000. 13 280.000. Mười bốn tiếp tục một con máy bóc vít Black Decker 12V, bóc vít Black Decker 12V nhá. Này con này mặt bên này nó hơi bị bạc rồi này, đấy thấy chưa? Có bị cạc cứng rồi. Ủa, cái cỏ có vấn đề rồi mọi người. Cái cỏ nó có vấn đề, nó bị dơ, nó cạc gì trong đấy rồi. Cái nút này, nút đảo chiều mình đãi qua phát nó giữ luôn rồi. Tạm thời chưa chạy nha mọi người. Về mọi người mở ra tự xử đi, tự kiểm tra xem nó như thế nào. Đào không rơ, đang bị cạc. À, con này con số 14. 14. À, con này. Con này mình bán 180.000. 14 180.000 nha mọi người. Ok. Tiếp theo là một cục sạc, sạc Nati Pana nha mọi người. Nati Pana AZ0L80 7V2 đến 28V, sạc từ 7V2 đến 28V, pin li-ông nha mọi người. Pin li-ông này, pin trọc này, đấy hai dòng luôn, pin li-ông trượt của pin trọc đấy. Cục này còn sáng đèn nhé, cục này có sáng đèn nha mọi người, cục này có sáng đèn. Này số 15. 15 250.000. 15 250.000. 16 là cục sạc Makita. Sạc Makita 7V2 đến 18V, 7V2 đến 18V pin li-ion nhé. 7V2 đến 18V pin li-ion. Ok. 7V2 đến 18V pin li-ion. Cục sạc này thì cũng cháy đi, coi như cháy đi nha mọi người, mắc chai rồi. Coi như cháy đi nha. Này số 16. 16. 150.000. 17. Là cục sạc Makita từ 7V2 đến 12V, cục này còn sống nhé. Số 17. 17 50.000. 18 là cục sạc Hitachi từ 2V4 đến 12V. Cục này còn sống nhé. 18. 18 50.000. 2V4 đến 12V nhé. Số 19 là cục sạc Ryobi. Sạc Ryobi nha mọi người. Sạc Ryobi 12V. Cục này số 19. 40.000. Ôi quay, cục này còn sống 50.000. Đây.
cục sạc Ryobi 12V, cục này còn sóng nha, 50.000. 20. 50.000. Rồi chờ mình đi mình đổ cái bút khác. Đây, cục sạc số 21 là cục sạc Hitachi từ 2V4 đến 12V, cục này còn sóng nha. 21. 50.000. Cục sạc Makita từ 7V2 9V6. Cục này số 22, cục này còn sóng nha mọi người, 22. 40.000. Cục sạc Nati từ 7V2 đến 12V, cục này còn sóng. 23. 90.000. Sạc Hitachi từ 7V2 đến 14V4. 7V2 đến 14V4 nha mọi người. Cục này còn sóng. 7V2 đến 14V4, cục này còn sóng. Cục này số 24. 24, 90.000. Cục sạc Izumi 12V, 14V4. Đấy, cục này còn sóng nha. Cục này còn sóng. Cục này số 25. 25. 50.000. Ủa, nhầm đó. Thôi thôi, kệ. 25, 50.000. Kệ nha mọi người. Cục đáng ra mình phải bán 80.000 cơ. Lỡ rồi, còn nhiều khuyến mãi luôn. Cục sạc Nati từ 7V2 đến 12V, cục này còn sóng nha mọi người. 26. 26, 90.000. Cục sạc Nati từ 7V2 đến 24V, cục này còn sóng. 27. Đấy, 120.000. Số 28 là cục sạc của mấy con máy Evalue 12V. Cục sạc của mấy con máy này này. Đấy. Sạc này còn sóng nha mọi người. Sạc số 28. 28, 50.000. Số 29 là cục sạc của con Cactus. Cactus này là những con máy mà đầu thủy lực, mấy người đầu thủy lực, đầu cắt đồ, ví dụ cắt cáp, cắt đồ, hoặc là mấy các con máy đầu thủy lực ép cốt ép đồ là dùng cái cục sạc này đây, 12V nhé. Và số 29. 29. 50.000. Là 30 là cục sạc Nati 12V, cục này còn sóng. 30, 50.000. Ba mươi mốt là cục sạc Bana 12V còn sóng. 31. 70.000. Đây, cục sạc số 32 là cục sạc Makita. Makita từ này là Makita từ 7V2 đến 7V2 đến 14V. Pin trượt nha mọi người, pin trượt.
ở bên 2 đến 14 volt bên trực. Cái cục này thì mắc cái tem chỗ này rồi, mắc mấy cái tem, nhưng mà mình cũng đọc cho mọi người đó, 7 bên 2 đến 14 volt để nhớ là như thế. Cục này còn sống nha. Đấy, này số 32. Thôi, cục này bán 60.000. 60.000 khuyến mãi cho mọi người nha. Chỉ có bị mắc một cái tem này thôi. Rồi, số 32 là cũng kết thúc những món hàng trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì vui lòng là điện thoại trực tiếp nha mọi người. Mình không nhận bất kỳ, không nhận chốt bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ là mọi người điện thoại trực tiếp vào số điện thoại bán hàng 0854901685. Số điện thoại mình có ghi ở trên tiêu đề của video. Mọi người cố gắng để ý xem và lựa chọn hàng với mình nhé. Chốt thì điện thoại trực tiếp nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.